Vì chúng ta chưa click vào một hero nào nên select the hero bằng null. Khi chúng ta click vào một dòng. Đấy, select the hero sẽ có giá trị và sau đó sẽ fill vào thẻ deep mà tôi vừa nói. Angular. Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học học Angular trên trang chủ bài số 6. Ở bài trước thì chúng ta đã hiển thị ra danh sách các hero. Bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sự kiện khi chúng ta nhấn vào một hero bất kỳ thì chi tiết hero sẽ hiển thị lên trên này. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại trang chủ và truy cập vào phần view detail ở bài số 2 display a list. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm sự kiện click vào button ở trong thẻ list. Đây, button của chúng ta chưa có sự kiện, chúng ta sẽ thêm sự kiện. Sự kiện on select và chúng ta đã chưa cấu hình ở phía dưới file TypeScript. Có một điều khá buồn cười là ở trên trang chủ này người ta toàn bảo là chúng ta sẽ sửa file giao diện trước rồi mới đến thêm sự kiện, và đôi khi chúng ta gây ra lỗi mà chúng ta lại cứ tưởng là chúng ta có sai phần nào. Nhưng các bạn cứ yên tâm nhé, không sai đâu, cố gắng đi tiếp đi hết bài học. Nếu mà hết bài học mà vẫn còn sai thì các bạn mới làm thiếu bước trước thôi. Và chúng ta sẽ thêm sự kiện click ở trong TypeScript. Ngoài sự kiện onSelect thì chúng ta cũng sẽ tạo mới một biến là selected hero, có kiểu là kiểu hero và có thể null. Tiếp tục chúng ta sẽ cấu hình lại cái ở trên phía detail của chúng ta. Trên này đang để đối tượng của chúng ta là hero, chúng ta sẽ thay bằng select the hero. Này, ở đây chúng ta sử dụng cấu trúc đấy là sao ng if bằng select the hero. Nếu mà select the hero bằng null thì phần trong list sẽ không hiển thị, mà select the hero khác null thì chúng ta sẽ hiển thị này. Tên của hero uppercase chúng ta đã học ở bài số 3, tức là viết hòa cả tất cả chữ cái ở trong select the hero chấm name. Tiếp tục là chúng ta binding một chiều ID. Tiếp đến là chúng ta binding hai chiều select the name. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra code đã code chạy như thế nào. Đây. Phần detail đã bị mất này. Vì chúng ta chưa click vào một hero nào nên select the hero bằng null. Khi chúng ta click vào một dòng. Đấy, select the hero sẽ có giá trị và sau đó sẽ fill vào thẻ deep mà tôi vừa nói. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại to guide binding còn hoạt động ok không. Vẫn hoạt động bình thường. À, phần cuối cùng chúng ta sẽ chỉnh lại giao diện của selected hero, style the selected hero. Sau khi nhấn thì nền nó sẽ màu đen và chữ trắng. Và bình thường khi chúng ta đang nhấn thì nó sẽ vẫn là màu như cũ. Chúng ta sẽ thay đổi một chút để nó đẹp hơn một tí. Ok. Chúng ta sẽ thêm class selected bằng sẽ cho class bằng selected nếu như hero bằng selected hero. Chúng ta sẽ copy vào chỗ button. Của chúng ta đây. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Vậy là giao diện ta đã đẹp hơn rồi. Và ta đã đi hết được bài số 2 ở trong tutorial Tour Hero ở trên trang chủ. Đây là code review. Các bạn có thể kiểm tra. Nếu sai thiếu chỗ nào thì chúng ta cứ copy đè lên thôi.
Bài học của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo của khóa học học Angular trên trang chủ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.